Trong trận bán kết lượt về giữa Real Madrid và Bayern Munich, phút thứ 13, Real Madrid được hưởng quả ném biên và Rudiger là người nhận bóng. Tuy nhiên bên cạnh đó, một quả ném biên khác cũng được Real Madrid thực hiện. Điều này đồng nghĩa với việc trên sân xuất hiện tới hai quả bóng. Trong khi đó, ở tình huống ném biên thứ hai, các cầu thủ Real Madrid đã triển khai tấn công bên phần sân của Bayern Munich. Bên phía hành lang phải, Carvajal đã chuyền bóng vào trong cho Vinicius dứt điểm trúng cột dọc, sau đó bóng bật ra và tìm đến vị trí của Rodrigo. Tuy nhiên, cú sút bồi của anh đã không thể chiến thắng được Neuer. Đáng chú ý, khi có hai quả bóng trong sân, một số cầu thủ Bayern Munich đã phần nào bị phân tâm, qua đó tạo điều kiện cho Real Madrid tạo ra một tình huống tấn công nguy hiểm, suýt dẫn đến bàn thắng. Trên các trang mạng xã hội, nhiều cổ động viên đã bức xúc khi trọng tài đã không cắt còi khi xuất hiện hai quả bóng trên sân. Thậm chí một số người còn khẳng định Real Madrid đã cố tình chơi không fair play. Real Madrid đang chơi chiến thuật bẩn thỉu của họ chăng? Những kẻ này không bao giờ từ bỏ ý định gian lận trong một trận đấu à? Một cổ động viên bình luận trên X. Kết quả đã được dàn xếp cho Real Madrid giành chiến thắng, không có gì quá bất ngờ cả. Một cổ động viên khác bình luận. Chelsea có dấu hiệu hồi sinh ở những trận cuối cùng của mùa giải này. Hai chiến thắng liên tiếp trước các đội bóng cùng thành phố là Tottenham Hotspur và West Ham đã giúp Chelsea vượt mặt Man United để có được vị trí thứ 7. Thầy trò Pochettino đã nhìn thấy cánh cửa tham dự Europa League và họ còn 3 trận để hoàn thành mục tiêu của mình. Trước chuyến hành quân đến Nottingham Forest vào thứ 7, Chelsea đã nhận tin vui về lực lượng khi đội trưởng Reece James đã trở lại tập luyện sau khoảng thời gian dài phục hồi chấn thương gân kheo. Huấn luyện viên Pochettino cho biết Reece James rất gần với việc tái xuất và còn 2 ngày để đánh giá quyết định cuối cùng. Cậu ấy vẫn chưa thực sự sẵn sàng vào sân, cậu ấy đã gần như hoàn thành nó. Hôm qua và ngày hôm nay, cậu ấy đã hoàn thành một phần giáo án tập luyện khá nặng cùng với đội. Chúng tôi sẽ đánh giá thêm tình hình trong 2 ngày tới. Sau một thời gian dài không thi đấu, Reece James cũng sẽ được thận trọng khi sử dụng. Huấn luyện viên Pochettino nhiều khả năng sẽ không điền tên hậu vệ này cho trận gặp Nottingham Forest. Nếu suôn sẻ, Reece James có thể tham dự hai trận đấu cuối cùng hạ màn mùa giải gặp Brighton và Bournemouth. Phong độ của Mason Greenwood rất ấn tượng khi anh có được 10 bàn sau 31 trận nên đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ các đội bóng khắp châu Âu. Nguồn tin độc quyền từ Telegraph cho biết ít nhất hai đội bóng tại ngoại hạng Anh đã đề nghị Man United về vấn đề chuyển nhượng Greenwood. Bên cạnh đó, Barcelona, Atletico Madrid, Juventus và Lazio cũng quan tâm đến chân sút người Anh. Man United hy vọng sẽ thu về ít nhất 45 triệu bảng từ việc bán Mason Greenwood, khoản phí tương tự Chelsea trả cho Man City để có được Cole Palmer mùa hè năm ngoái. Theo quy định của Premier League, đây được coi là khoản lợi nhuận thuần túy đối với Man United, tạo nên bức tranh tài chính sáng sủa cho câu lạc bộ trong bối cảnh họ không dự Champions League mùa tới. Trả lời phỏng vấn trước truyền thông ở đây, chủ tịch câu lạc bộ Getafe, Angel Torres cho biết, Man United đã đưa ra quyết định về tương lai của Greenwood. Hợp đồng của tiền đạo 22 tuổi này và Man United còn thời hạn đến tháng 6 năm 2025, kèm điều khoản ký thêm 12 tháng. Sau 18 lần ra sân cho Dortmund mùa này, Jadon Sancho đã ghi được 3 bàn thắng, góp công lớn giúp Dortmund có lần đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết Champions League sau 11 năm. Dù có nhiều màn trình diễn thăng hoa thời gian vừa qua, nhưng tương lai của Sancho tại Man United nhiều khả năng đã đi đến hồi kết. Bởi theo nguồn tin mới từ Give Me Sport, tiết lộ, đồng sở hữu câu lạc bộ Sir Jim Ratcliffe đang tìm cách thanh lý Sancho ngay mùa hè tới bên cạnh Greenwood để gây ngân quỹ tái thiết đội hình. Theo đó, vị tỷ phú 71 tuổi hy vọng sẽ thu về trên 70 triệu euro từ việc bán bộ đôi trên. Về phần Sancho, cầu thủ sinh năm 2000 thời gian qua cũng nhiều lần khẳng định muốn được tiếp tục gắn bó với Dortmund. Darwin Núñez đang nằm trong top những chân sút bỏ lỡ cơ hội nhiều nhất châu Âu và Liverpool cũng đang cân nhắc khả năng chia tay cầu thủ này trong kỳ chuyển nhượng hè. Mundo Deportivo mới đây tiết lộ thông tin Darwin Núñez ngày càng gần với Barcelona. Đội bóng xứ Catalonia đánh giá cao tiền đạo người Uruguay bởi khả năng thi đấu linh hoạt cùng với tốc độ ấn tượng. Họ cho rằng Darwin Núñez trong tương lai có thể trở thành một phương án thay thế lâu dài cho Lewandowski. Mặc dù vậy, vẫn còn phải chờ đợi xem Barcelona liệu có thể đáp ứng con số mà phía Liverpool đưa ra hay không. Bởi Barcelona đang rơi vào cơn khủng hoảng tài chính và vẫn chưa tìm ra được giải pháp. Trong khi đó, Liverpool chỉ sẵn sàng nhả người nếu nhận về một con số đủ lớn. Messi và Suarez đã tái hợp ở Inter Miami vào năm 2024. Họ đã khởi đầu cùng nhau rất tốt ở mùa giải này. Messi đang không thể bị ngăn cản trên đất Mỹ, gần nhất là 6 pha đóng góp bàn thắng trong chiến thắng 6-2 trước New York Red Bulls. Messi cũng có được bàn thắng cho riêng mình trong trận đấu đó, đồng thời góp 5 đường kiến tạo. Hiện tại Messi đã có tới 10 bàn thắng tại MLS mùa giải 2024. Con số này ngang bằng với người đồng đội thân thiết của anh, Luis Suarez, người cũng đã lập một cú hat-trick vào lưới của New York Red Bulls. Hiện tại
Bộ đôi này đang chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới MLS. Nhưng còn một chặng đường dài phía trước, Luis Suarez đã nói trên tờ Miami Herald khi được hỏi liệu anh có quyết tâm đánh bại Messi để giành giải thưởng cá nhân giành giả đó hay không. Không, dĩ nhiên là không, nó không phải là mục đích của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau chơi suốt một thời gian dài ở Barcelona và mọi thứ vẫn luôn như vậy. Chúng tôi đều luôn muốn giúp đỡ lẫn nhau thay vì cứ phải cạnh tranh. Mùa 25-26, Messi và Neymar đã giúp tôi có được chiếc giày vàng. Chúng tôi cố gắng để nhìn thấy đồng đội của mình vui vẻ và luôn nỗ lực để giành chiến thắng cho cả đội. Lưu ý rằng trong trường hợp New York Rebels, Leo đã lập kỷ lục với 5 đường kiến tạo, một điều chưa từng chứng kiến trước đây, và điều đó cho thấy anh ấy là một người đồng đội tốt như thế nào. Những ngày qua, truyền thông trong nước xôn xao việc huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể quay trở lại dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam, khi VFF vẫn đang loay hoay trong việc tìm kiếm người kế nhiệm nhà cầm quân năm nay đã 72 tuổi. Và ngày hôm nay, kênh truyền thông chính thức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam chính thức xác nhận đạt thỏa thuận việc huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ nay cho đến hết năm 2025. Phát biểu trong buổi lễ công bố hợp đồng được ký kết với VFF, ông Mai Đức Chung cho biết: "Năm nay đội tuyển không tham dự giải quốc tế nào. Tuy vậy, đội vẫn sẽ có một đợt tập huấn tại nước ngoài vào tháng 7 hoặc tháng 8. Sau đó các cầu thủ sẽ quay lại thi đấu các giải trong nước, cũng như đội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham dự giải C1 nữ châu Á. Đây là tiền đề để chúng ta có sự chuẩn bị thật tốt cho các mục tiêu quan trọng trong năm 2025, bao gồm vô địch nữ Đông Nam Á, SEA Games 33, vòng loại Asian Cup. Tôi cùng với ban huấn luyện sẽ tập trung cao độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao."